Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu kết thúc khi tình hình chiến sự diễn ra vô cùng phức tạp, đặc biệt là vùng Kursk. Thống kê mới đây cho thấy một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, bao gồm Mỹ, Anh và Đức, đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ ở khu vực Kursk của Nga. Theo đó, ngày 22 tháng 8, Ukraine xác nhận họ đã sử dụng hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp trong các cuộc tấn công vào các cây cầu bắc qua sông Seim ở tỉnh Kursk của Nga. Ngày 15 tháng 8, các phương tiện truyền thông Anh đưa tin Ukraine sử dụng xe tăng Challenger 2 của Anh trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận. Bên cạnh đó, giới quan sát tin rằng vũ khí do Đức cung cấp cũng được sử dụng trong cuộc tấn công này. Đức là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine chỉ sau Mỹ. Quốc gia phương Tây này cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder, xe tăng chiến đấu Leopard, hệ thống phòng không, máy bay không người lái UAV và hệ thống phóng tên lửa cho Kiev. Ngày 31 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngầm nới lỏng lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí của nước này tập kích vào các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Điều này được Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết tại cuộc họp báo sau cuộc họp không chính thức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Praha, Cộng hòa Séc. Về mặt chính thức, Washington chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, do lo ngại điều này có thể làm leo thang xung đột. Sự kiện đánh dấu thay đổi trong chính sách của ông Biden, người trước đó đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp tại Nga. Hồi tháng 4 năm nay, ông Biden đã ký phê duyệt khoản hỗ trợ quân sự cho Ukraine trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ, trong đó khoảng 23 tỷ đô la Mỹ được sử dụng để bổ sung kho dự trữ quân sự và 14 tỷ đô la Mỹ dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Thông qua đó, chính phủ Mỹ sẽ mua các hệ thống vũ khí từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ cho Ukraine. Trong khi đó, biên tập viên về quốc phòng của Al Jazeera, ông Alex Gatopoulos, cho biết hiện có 13 quốc gia NATO đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây như xe tăng, hệ thống pháo binh và xe chiến đấu bộ binh bên trong lãnh thổ Nga. Các quốc gia này bao gồm Pháp, Anh, Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia, Hà Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy và Canada. Ngày 16 tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ giấu tên nhận định nếu Ukraine bắt đầu nhắm vào các mục tiêu phi quân sự như các ngôi làng của Nga, điều này được coi là vượt quá giới hạn mà Washington đặt ra nhằm tránh xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Cộng tác viên của chương trình Nga và Á-Âu tại Chatham House, đồng thời là nhà bình luận chính trị của The Guardian, bà Samantha Dependen nhận định phản ứng của phương Tây khá kín tiếng vì cho đến nay, thông điệp từ phương Tây vẫn là ngăn cản Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây trên lãnh thổ Nga. Tháng trước, Politico đã trích dẫn lời cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, rằng Kiev mong muốn Mỹ cho phép họ sử dụng hệ thống ATAC-MS để tấn công lãnh thổ Nga. Ngày 22 tháng 8, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh, Joseph Borrell đã thúc giục các nhà tài trợ vũ khí dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine. Trong khi đó, Nga đã kịch liệt chỉ trích các nước phương Tây và NATO vì họ coi việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là sự tham gia vào cuộc xung đột. Tờ Kiev Post của Ukraine gần đây đưa tin, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang leo thang căng thẳng và dù không thể cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine do các hạn chế pháp lý, Nhật Bản đã nổi lên như một đối tác mạnh mẽ của Kiev thông qua viện trợ nhân đạo, kinh tế cho quốc gia Đông Âu này. Nhật Bản đã cung cấp nhiều nguồn lực cần thiết cho Ukraine, bao gồm thực phẩm, hỗ trợ y tế, các nhu yếu phẩm cần thiết khác nhằm giảm bớt tổn thất cho dân thường và hỗ trợ chính phủ Ukraine giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ngoài việc hỗ trợ nhân đạo, Tokyo cũng đã mở rộng viện trợ kinh tế đáng kể cho Ukraine nhằm ổn định nền kinh tế bị xung đột tàn phá. Với khoản viện trợ tổng cộng hơn 12 tỷ đô la Mỹ từ tháng 3 năm 2022, Nhật Bản đang góp phần vào khả năng phục hồi và duy trì nền kinh tế của Ukraine. Nhật Bản cũng đã ký hiệp định song phương về hỗ trợ Ukraine và hợp tác giữa hai nước, nêu rõ các định hướng chính của hỗ trợ trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và phục hồi, tái thiết trong thời hạn 10 năm. Thỏa thuận này bao gồm chuyển giao thiết bị phi sát thương, cung cấp dịch vụ y tế cho binh lính Ukraine, tăng cường hợp tác tình báo, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, đảm bảo tự do hàng hải cùng an ninh của các tuyến đường biển. Những nỗ lực của Nhật Bản trong tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ukraine đã thể hiện qua việc hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Hai nước đã ký kết thỏa thuận an ninh đầu tiên giữa Ukraine và một quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc tế của Nhật Bản. Có thể nói, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách của Nhật Bản đối với Ukraine.
quan điểm của ông Kishida phản ánh mối quan ngại rộng hơn về động lực an ninh toàn cầu. Ông coi cuộc xung đột Nga-Ukraine không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là một phần của một mô hình lớn hơn. Sự hỗ trợ của Nhật Bản dành cho Ukraine không chỉ phản ánh các mối quan ngại về an ninh và nhân đạo mà còn là một phần của chiến lược địa chính trị rộng lớn hơn. Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm quyền tự chủ lớn hơn từ Mỹ và muốn khẳng định độc lập hơn trong chính sách đối ngoại. Để đạt được điều này, Nhật Bản mở rộng các cam kết và trách nhiệm quốc tế, từ đó củng cố vị thế của mình như một cường quốc quốc tế quan trọng. Trên cơ sở đó, Nhật Bản đã nới lỏng các quy tắc về sản xuất vũ khí, cung cấp các thiết bị quốc phòng như phương tiện quân sự, áo chống đạn và thiết bị bay không người lái cho Ukraine. Đây là một bước tiến đáng kể đối với Nhật Bản, xét đến các biện pháp kiểm soát xuất khẩu thiết bị quốc phòng nghiêm ngặt của nước này. Phản ứng của Nhật Bản đối với cuộc xung đột ở Ukraine cũng nhấn mạnh sự phát triển của chiến lược an ninh quốc gia. Nhật Bản đang tăng cường năng lực phòng thủ, thúc đẩy hợp tác với các đồng minh truyền thống như Mỹ và mở rộng quan hệ đối tác với các quốc gia khác như Australia, Ấn Độ và NATO. Ngày 29 tháng 8, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp cận Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Đại lễ Đường Nhân Dân trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Sullivan đến Trung Quốc. Chuyến thăm của ông Sullivan là chuyến thăm đầu tiên của một Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đến Trung Quốc kể từ năm 2016, mặc dù đến nay hai bên đã có nhiều cuộc gặp trực tiếp. Theo Tân Hoa Xã, tại buổi tiếp, Chủ tịch Trung Quốc chỉ ra rằng trong thế giới đầy biến động và thay đổi, các quốc gia cần đoàn kết và phối hợp, không phải chia rẽ hay đối đầu. Là hai nước lớn, Trung Quốc và Mỹ phải chịu trách nhiệm về lịch sử, vì người dân và vì thế giới, và phải là yếu tố ổn định cho hòa bình thế giới và là động lực cho sự phát triển chung. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc theo cùng một chí hướng, nhìn nhận Trung Quốc và sự phát triển của nước này một cách tích cực và hợp lý. Coi sự phát triển của nhau là cơ hội chứ không phải là thách thức và cùng Trung Quốc tìm ra con đường đúng đắn để hai nước lớn có thể hòa hợp với nhau. Trước đó, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã tổ chức trao đổi chiến lược với ông Sullivan từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 8, theo thông báo của Nhà Trắng. Trong hội đàm giữa ông Sullivan và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Ngoại trưởng Vương Nghị, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng cũng như khả năng điện đàm hoặc hội đàm trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian tới. Theo thông tin trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc trao đổi đã diễn ra thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng. Hai bên đã thảo luận về vòng tương tác mới giữa nguyên thủ hai nước trong tương lai gần, nhất trí tiếp tục thực hiện đồng thuận quan trọng giữa nguyên thủ hai nước ở San Francisco, duy trì trao đổi cấp cao và liên lạc các cấp, tiếp tục triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như kiểm soát ma túy, thực thi pháp luật, hồi hương người nhập cư bất hợp pháp và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí tiến hành cuộc gọi video giữa lãnh đạo các chiến khu của quân đội hai nước và vòng đối thoại liên chính phủ thứ hai về trí tuệ nhân tạo vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, hội đàm cũng cho thấy mâu thuẫn sâu sắc giữa hai nước về nhiều vấn đề, đặc biệt là kinh tế, thương mại, công nghệ chiến lược và chính sách đối với các điểm nóng như eo biển Đài Loan. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Sullivan đã có cuộc hội đàm hiếm có với tướng hàng đầu Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sau 8 năm. Cuộc gặp gần nhất diễn ra vào năm 2016, giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khi đó là bà Susan Rice và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trường Long. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp nói với ông Sullivan rằng, yêu cầu gặp tôi của ngài cho thấy ngài coi trọng an ninh quân sự và mối quan hệ giữa quân đội của chúng ta. Về phần mình, ông Sullivan lưu ý rằng, hiếm khi chúng ta có cơ hội trao đổi như thế này và nhấn mạnh chúng ta cần quản lý có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ-Trung. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Trương Hữu Hiệp cho rằng, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại San Francisco hồi tháng 11 năm ngoái và cuộc điện đàm giữa hai bên vào tháng 4 năm nay đã chỉ rõ hướng đi cho quan hệ Trung Mỹ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Hai bên cần thực hiện tốt nhận thức chung giữa nguyên thủ hai nước, thúc đẩy tầm nhìn San Francisco trở thành hiện thực. Ông hy vọng phía Mỹ đi cùng hướng với Trung Quốc trên con đường tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng. Ông cũng kêu gọi Washington điều chỉnh nhận thức chiến lược về Bắc Kinh, quay lại chính sách lý tính thiết thực với Trung Quốc, tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nước này, thúc đẩy trao đổi, giao lưu giữa quân đội hai bên và gánh vác trách nhiệm nước lớn. Có thể nói, chuyến thăm của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8, được xem là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden
nhằm duy trì ổn định trong quan hệ với Trung Quốc để tập trung cho bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Theo đánh giá của các chuyên gia, trao đổi chiến lược giữa ông Sullivan với các quan chức hàng đầu Trung Quốc đóng vai trò tích cực trong việc kiểm soát và duy trì ổn định mối quan hệ cạnh tranh giữa hai bên. Tránh những phán đoán sai lầm về mặt chiến lược, nhất là ngăn ngừa xung đột quân sự trong bối cảnh cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Cũng trong chuyến thăm tới Trung Quốc, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, ông đã tái khẳng định cam kết của Washington đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trên được ông Sullivan đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến ở Hàn Quốc lo ngại về việc các nền tảng chính sách gần đây của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa ở Mỹ không đề cập mục tiêu phi hạt nhân hóa này. Trong các đại hội đại biểu toàn quốc gần đây, các Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa Mỹ đều thông qua các nền tảng chính sách mới nhưng không đề cập mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Điều này làm dấy lên quan ngại ở Hàn Quốc liên quan chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.